Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 6 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp xúc cử tri huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Bộ Giao thông Vận tải công bố tuyến vận tải ven biển Quảng Bình - Kiên Giang. Học sinh đồng bào Ma Cong vui đón chương trình nâng bước các em đến trường. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, dành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Hôm nay 6 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã báo cáo với cử tri tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước trong 9 tháng đầu năm 2014 và nội dung chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Sau khi nghe nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, cử tri huyện Tuyên Hóa đề nghị nhà nước cần có chính sách hỗ trợ vật tư, phân bón và các điều kiện cần thiết khác cho người dân ổn định đời sống, sản xuất sau lũ, tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng lãng phí. Việc giải quyết chế độ trợ cấp cho người có công với cách mạng cần được thực hiện kịp thời và giảm bớt cả khâu thủ tục hành chính rườm rà. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm y tế cần được đầu tư xây dựng đồng bộ. Cử tri đề nghị nên sớm hoàn thiện việc cấp đất rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng tốt hơn. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chế độ phụ cấp cho đội ngũ công an xã còn thấp, cần giải quyết dứt điểm rõ ràng các vụ khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Cử tri huyện Minh Hóa đề nghị cần ra soát kỹ lưỡng thủ tục giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Nhà nước cần có chế độ chính sách trợ cấp cho cán bộ xã, phường đã nghỉ chế độ do mất sức lao động. Chính sách tiền lương cán bộ cần bám sát tình hình thực tế của địa phương nơi cán bộ vào làm việc. Đẩy mạnh công tác trồng rừng, giao đất giao rừng cho người dân, nhất là cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có rừng và đất rừng, hỗ trợ cây con giống cho nông dân sản xuất chăn nuôi trồng trọt. Đẩy mạnh công tác an ninh trật tự địa bàn vùng nông thôn. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Các ý kiến còn lại sẽ được tập hợp để trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới. Sáng nay ngày 6 tháng 10, Tỉnh ủy Quảng Bình phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự. Phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực và luôn xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý công chức viên chức trong hệ thống chính trị là nhân tố quyết định đến thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ở tỉnh Quảng Bình, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là trong giai đoạn đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển với nhiều cơ hội và thách thức đan xen,
thì vấn đề đặt ra hiện nay đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở xác định tầm quan trọng của công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu kiến thức các chuyên đề kết hợp với tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận gắn với việc vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, xử lý đúng các tình huống xảy ra ở cơ sở. Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý được tổ chức trong 4 ngày từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014. Các học viên tham dự khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức lần này sẽ được tiếp thu tận chuyên đề như một số vấn đề lý luận thực tiễn cốt yếu về thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra, chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh với việc tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên hiện nay, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới, về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, một số vấn đề cơ bản, chuyên đề về tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam, cục diện và trật tự thế giới hiện nay và tác động đến Việt Nam, và chuyên đề về chiến lược quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới. Thông qua lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, các học viên sẽ được hiểu sâu, nắm vững có hệ thống các nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành ở từng ngành, địa phương, đơn vị. Tiếp nối tuyến vận tải ven biển Quảng Ninh - Quảng Bình, sáng hôm qua mùng 5 tháng 10 tại cảng vụ hàng hải tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ công bố mở tuyến vận tải ven biển Quảng Bình - Kiên Giang. Hoạt động trên góp phần rất lớn trong việc giảm tải và san sẻ vận chuyển hàng hóa với đường bộ, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Tuyến vận tải từ Quảng Bình đến Bình Thuận, trong đó có tỉnh Kiên Giang, có chiều dài 858 km với 37 cửa sông lớn nhỏ, rất thuận lợi cho tàu thuyền ra vào, lưu thông sâu vào đất liền vận chuyển hàng hóa hai chiều với khối lượng lớn đi các tỉnh ven biển để phục vụ các nhà máy và khu công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. Việc mở tuyến đường ven biển đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ Quảng Ninh, Thanh Hóa và Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và ngược lại. Mặt hàng chủ yếu là than, clinker, cát trắng, xi măng, gần 1 triệu tấn một năm. Vận chuyển hàng hóa từ Đà Nẵng đến Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Bình, Nghệ An khoảng 300.000 tấn một năm. Theo số liệu thống kê, hiện tại trong cả nước có hơn 3.500 tàu thuyền S1 có tải trọng từ 2.000 đến 5.000 tấn lưu thông trên tuyến sông nước. Cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm định và chuyển đổi gần 300 phương tiện trở thành tàu VRSB tham gia vận tải đường biển. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có hệ thống sông ngòi kênh rạch ven bờ biển dày đặc, tạo thành mạng lưới giao thông đường thủy rất thuận lợi, liên thông giữa các địa phương và các vùng trong cả nước với hơn 3.260 km bờ biển, khoảng 42.000 km sông ngòi kênh rạch có khả năng khai thác vận tải. Việc phát triển các tuyến vận tải ven biển tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia thị trường vận tải ven biển để giảm tải cho đường bộ, giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn giao thông đường bộ, làm cân đối hài hòa giữa các phương thức vận tải và phát triển kinh tế cho các địa phương ven biển. Hôm nay mùng 6 tháng 10, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã diễn ra hội nghị giao ban phối hợp thực hiện Nghị định 77/2010 của Chính phủ giữa ba lực lượng biên phòng, công an, quân sự. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát huy cao vai trò nòng cốt theo nhiệm vụ của từng lực lượng, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương, chủ động tham mưu giúp tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức quán triệt thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng ban hành quy chế phối hợp giữa các lực lượng ở các cấp, xác định rõ nguyên tắc, cụ thể hóa nội dung, phạm vi, trách nhiệm sát với chức năng nhiệm vụ của từng lực lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đây là nguyên tắc cơ sở pháp lý quan trọng và cũng là biện pháp cơ bản để đẩy mạnh sự phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tỉnh ngày càng chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Theo đó, cấp ủy chỉ huy ba lực lượng thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phối hợp ở tất cả các cấp và thực hiện toàn diện nhiệm vụ này, trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm: trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, vận động quân chúng tuần tra canh gác, quản lý vũ khí và liệu nổ, phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự khu vực biên giới và biển đảo. Tính riêng quý 3 năm 2014, lực lượng phối hợp đã điều tra, xác minh, xử lý 162 vụ vi phạm hình sự với 258 đối tượng, khởi tố điều tra 164 vụ với 290 đối tượng, trong đó có một vụ về ma túy, thu được 183 viên ma túy tổng hợp.
hoàn thành hồ sơ chuyển giao Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 128 vụ án với 266 bị can, vận động ra đầu thú và truy bắt 21 đối tượng có quyết định truy nã, phối hợp làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tỉnh tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng an ninh, nắm vững nhiệm vụ, tình hình, phối hợp tham mưu giúp tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Hướng tới chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu 2014-2019. Ngày 6 tháng 10, Ban chỉ huy quân sự huyện Bố Trạch đã tổ chức phát động thi đua cao điểm sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Quán triệt sâu sắc được thi đua với chủ đề Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình phát huy ý chí quyết chiến quyết thắng, đoàn kết năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, lập nhiều thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Mục tiêu của đợt phát động là nhằm tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí trách nhiệm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng cao nhất, duy trì môi trường dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả cao nhất, tham gia các nội dung đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2014-2019 đạt kết quả cao nhất. Tại buổi phát động, đại diện các đơn vị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2014. Vừa qua, được sự ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với chính quyền thôn Đông Sơn, xã Sơn Hóa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Nguyễn Ngọc Diễn là nhân viên Ban chỉ huy quân sự Tuyên Hóa. Căn nhà được xây dựng với diện tích 60m2 theo thiết kế 2 gian cấp 4 với tổng kinh phí trên 90 triệu đồng. Trong đó, Bộ Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng chi từ quỹ xây dựng nhà tình nghĩa. Phần còn lại do gia đình đóng góp. Cán bộ nhân viên Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa giúp đỡ ngày công và trực tiếp giám sát thi công. Đây là căn nhà thứ hai trong chương trình xây dựng nhà tình nghĩa năm 2014 của Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa cho các đối tượng khó khăn về nhà ở. Hoạt động thiết thực nói trên thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong lực lượng vũ trang Quảng Bình nói chung và Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa nói riêng, nhằm động viên các đồng đội có hoàn cảnh không may mắn ổn định cuộc sống, yên tâm hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Hôm nay 6 tháng 10, Hội khuyến học thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 89 và 281 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng dân cư đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2015, toàn thành phố Đồng Hới có 98% người trong độ tuổi từ 15 đến 60, trên 99,8% người trong độ tuổi từ 15 đến 35 biết chữ. 90% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập và không tải mù chữ trở lại. 100% số xã, phường củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ. Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt mức độ 1. Trên 80% các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. Và 100% số xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Căn cứ vào khung, Bộ Tiêu chí đánh giá công nhận gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, các đơn vị cụ thể hóa triển khai phù hợp với thực tế địa phương mình. Các cấp hội khuyến học thành phố sẽ tổ chức giám sát, kiểm tra, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2014-2015, tiến tới thực hiện đại trà từ năm 2016 đến năm 2020. Cũng trong ngày hôm nay 6 tháng 10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công thương và Hội Doanh nghiệp Quảng Bình tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ Hòa Lỏng. Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý, nhân viên bán hàng khí dầu mỏ Hòa Lỏng LPG trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được phổ biến nghị định số 107 NDCP của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ Hòa Lỏng, đặc tính kỹ thuật và công dụng của khí dầu mỏ Hòa Lỏng, nhiệm vụ kinh doanh khí dầu mỏ Hòa Lỏng và những thiết bị kinh doanh khí dầu mỏ Hòa Lỏng. Theo đó, bất cứ doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ Hòa Lỏng nào trong quá trình hoạt động cũng phải thực hiện các quy trình mua, vận chuyển, dự trữ, bảo quản và bán. Các thiết bị thông dụng trong kinh doanh khí dầu mỏ Hòa Lỏng gồm bình chứa, van và điều áp, bếp ga và phụ kiện, v.v. Lớp tập huấn còn dành thời gian cho các học viên thảo luận và giảng viên trả lời những thắc mắc liên quan đến hoạt động nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ Hòa Lỏng. Chiều hôm qua 5 tháng 10, Khối các ban đảng đã tổ chức bế mạc hoạt động giao lưu bóng chuyền cầu lông năm 2014.
Trong hai ngày thi đấu sôi nổi, 11 đội bóng với hơn 70 vận động viên là những cán bộ công chức, viên chức, nhân viên đến từ các cơ quan đơn vị thuộc khối các ban đảng đã tham gia tranh tài ở hai nội dung gồm bóng chuyền và cầu lông. Các vận động viên đã thể hiện khả năng kỹ thuật thi đấu xuất sắc bằng những trận cầu đẹp mắt sôi nổi, thu hút khán giả đến xem và cổ vũ. Kết thúc hoạt động giao lưu bóng chuyền cầu lông khối các ban đảng năm 2014, ban tổ chức đã trao các giải nhất, giải nhì, giải ba cho các đội đạt giải và trao giải cá nhân cho các vận động viên đã tham gia thi đấu xuất sắc. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự tối nay sẽ tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Quảng Bình hỗ trợ ngư dân hơn 80 tỷ đồng vươn khơi bám biển. Học sinh đồng bào Ma Cao vui đón chương trình nâng bước các em đến trường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối hôm qua mùng 5 đến sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 10, trên địa bàn Quảng Bình đã có mưa vừa đến mưa to, gây chia cắt cục bộ một số tuyến đường, khu vực dân cư ở phía tây của tỉnh. Tại tuyến đường tỉnh lộ 11, nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh đông đến đường Hồ Chí Minh nhánh tây, từ thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch đến xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, mưa lớn đã khiến nước lũ đổ về tràn qua đường, gây chia cắt gần như hoàn toàn. Tại ngầm khe ngắt thị trấn nông trường Việt Trung, nước lũ đã ngập sâu gần 1 mét, khiến cho việc đi lại của người dân từ các địa bàn trong tỉnh đến xã Trường Sơn bị đình trệ trong nhiều giờ. Tương tự, tại tuyến đường tỉnh lộ 10, nối từ xã Bản Ninh, huyện Quảng Ninh đến xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, nước lũ cũng đã tràn qua một số ngầm trên tuyến đường này, gây chia cắt nhiều bản làng dọc theo tuyến đường này. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 6 tháng 10 năm 2014, không khí lạnh vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ, gây mưa lớn. Do đó, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các địa bàn vùng trũng, vùng ngập sâu, vùng bị chia cắt, cần phải triển khai những biện pháp ứng phó hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện 4 đợt hỗ trợ với tổng kinh phí 82 tỷ đồng cho ngư dân đóng mới cải hoán tàu thuyền vươn khơi bám biển. Với nguồn kinh phí được hỗ trợ, ngư dân trong tỉnh đã đầu tư lắp máy thông tin liên lạc sóng HS tầm xa, máy dò cá, mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên và đóng mới cải hoán được 70 tàu cá có công suất lớn từ 500 cv trở lên, đưa tổng số tàu cá công suất lớn từ 90 cv đến 1.000 cv của toàn tỉnh lên 1.100 chiếc. Được biết, thực hiện chính sách hỗ trợ cho ngư dân vay vốn để đồng mời cải hoán tàu thuyền, mua sắm ngư lợi cụ và các phương tiện đánh bắt thủy hải sản theo nghị định số 67 NDCP của Chính phủ. Từ nay đến năm 2016, tỉnh Quảng Bình đã có 1.000 hộ đăng ký tham gia. Những năm trở lại đây, các mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi ở Bố Trạch phát triển khá mạnh. Nhiều hộ chăn nuôi đã đầu tư công sức tiền của để xây dựng những trang trại có quy mô lớn, mang lại thu nhập cao cho gia đình và tạo thêm việc làm cho người dân. Hiện nay, toàn huyện Bố Trạch có gần 30 trang trại chăn nuôi, trong đó có 10 trang trại chăn nuôi lợn, gà, còn lại là các trang trại chăn nuôi tổng hợp. Trong đó, có nhiều trang trại được đầu tư với quy mô sản xuất lớn, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đến nay, huyện Bố Trạch đã tiến hành cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo tiêu chí 10 cho 14 trang trại. Để các trang trại chăn nuôi ở Bố Trạch tiếp tục phát triển bền vững, thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời tăng cường thông tin hỗ trợ cho các chủ trang trại
và tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các kênh vốn ưu đãi để phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh. Nhờ có chính sách khuyến khích hợp lý nên giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Trạch trong 9 tháng đầu năm 2014 đạt trên 977 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 9 năm 2014, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Trạch ước thực hiện được trên 977 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ gần 12,5%. Trong đó, kinh tế tập thể hợp tác xã đạt hơn 3,7 tỷ đồng, kinh tế cá thể đạt hơn 272 tỷ đồng, doanh nghiệp tư nhân đạt hơn 3,5 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn đạt trên 334 tỷ đồng và công ty cổ phần đạt trên 363 tỷ đồng. Để có được kết quả trên, huyện Quảng Trạch đã khuyến khích tạo mọi điều kiện thu hút các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chương trình phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn như mây che đan, nón lá, sản xuất vật liệu xây dựng, mộc mỹ nghệ, bùn bánh. Hiện tại, huyện Quảng Trạch đang tích cực chỉ đạo các địa phương phát triển thêm ngành nghề mới, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tập thêm nghị lực để con em đồng bào Ma Cong nơi miền Tây huyện Bố Trạch vượt khó vươn lên trong học tập. Vừa qua, đồn biên phòng Cà Son, bộ đội biên phòng Quảng Bình đã tổ chức lễ phát động chương trình nâng bước các em đến trường. Trong thời gian qua, với các chương trình hành động thiết thực như tham gia cùng chính quyền địa phương, xây dựng củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, nhân rộng các mô hình sản xuất, làm nhà mới cho đồng bào, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cà Son đặc biệt quan tâm đến việc học tập của con em dân bản, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vượt qua những nẻo đường xa xôi và hiểm trở. Cán bộ chiến sĩ các tổ đội công tác đã tích cực bám dân, bám bản, tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên con em trong độ tuổi đi học được đến trường. Tranh thủ mọi thời gian, các thầy giáo mang quân hàm xanh đã mở các lớp dạy chữ cho đồng bào ở các bản xa trung tâm. Trong buổi lễ phát động chương trình mang ý nghĩa nhân văn, nâng bước các em đến trường, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng các thầy cô giáo đã thực sự cảm động trước những tình cảm và trách nhiệm của người lính biên phòng đối với các em học sinh nơi miền biên giới xa xôi. Thông qua cái chương trình tiến bước các em đến trường, chúng tôi rất xúc động, rất là mong sự ủng hộ và giúp đỡ của chương trình và của đồn để các em ngày đi học ngày một tốt hơn. 783 xuất quà gồm các mặt hàng thiết yếu như áo quần, xà bông tắm, khăn mặt, phối và các học sinh có tổng trị giá trên 25 triệu đồng được bộ đội biên phòng Quảng Bình trao tặng các em học sinh Ma Cong. Là nguồn động viên chia sẻ hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm ý chí và nghị lực cho các em phấn khởi hơn trong năm học mới 2014-2015 này. Cũng trong dịp này, chi đoàn đồn biên phòng Cà Son đã trực tiếp nhận đỡ đầu hai học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là em Đinh Ngân ở bản 61 và em Y Việt ở bản Troi. Ngoài nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cà Son, chương trình này còn đón nhận sự tài trợ của các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Có món quà đây rồi, con xin học thật tốt. Cảm ơn. Đến với chương trình nâng bậc các em tới trường, tôi thiết nghĩ đây là một hoạt động thiết thực để tạo điều kiện giúp đỡ cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở trên 10 bản và một điểm trường mầm non Tân Sơn Trạch, tạo điều kiện cho bà con các em học sinh đến trường có điều kiện hơn, được học tập, được tu dưỡng, được rèn luyện để phấn đấu trở thành những người công dân tốt. Với mong muốn các em học sinh là con em của đồng bào Ma Cong có được điều kiện học tập tốt nhất, cùng nhau thi đua học tốt, rèn luyện tốt, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Những người lính biên phòng nơi đây đang nguyện một lòng đồng hành cùng các em, giúp các em vững bước hơn trên con đường đến trường. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 6 ngày 7 tháng 10. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều hừng nắng, gió tây đến tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực đồng bằng ven biển thì nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều hừng nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực thành phố Đông Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều hừng nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió tây bắc cấp 2,
nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.